Xin chào cả nhà. Video trước Lily có chia sẻ về quán cà phê Cá Sấu và lý do quán có tên gọi đặc biệt như thế vì phía sau quán có hẳn một chài cá sấu khá lớn. Lần đầu tiên tham quan chài cá sấu, cảm giác của Lily là vô cùng hồi hộp và sợ hãi nhưng cũng rất thú vị. Cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương và đồng hành cùng Lily. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.